Xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúc tất cả anh em ngày mùng 1 đầu tháng lấy lá rực rỡ thành công. Ok, cái này thì mình sẽ bắt đầu với số 4 là 20 củ anh em nhé. Vẫn chiến đấu ở trên con thiên đường trò chơi với bộ môn baccarat. Anh em nào đam mê baccarat thì hãy tham gia thử nhá. Trên con thiên đường trò chơi này thì có rất nhiều các sảnh trò chơi khác nhau. Ok, mình sẽ vào luôn cái bàn đầu tiên đi. Vui lòng đợi ván sau này. Ok, đợi thì đợi. Cầu đang chạy 1-1 này. Về hòa cách đây 1 2. Về hòa cách đây mấy tay. Ok, xu hướng chạy 1-1 thì theo nhẹ theo cầu anh em nhé. Nhẹ nhàng hai củ đi. Hai củ. Nào. Ok. Gãy cầu 1-1. Về banh cơ. Về banker về cái rồi. Nhảy cái lên đây. Nhảy cái lên đây thì có lẽ đây là một xu hướng biệt cái dài anh em nhé. Từ từ. Có lẽ đây là một đường xu hướng biệt cái dài. Mình sẽ đi tiếp một tay cái nữa. 3 củ. À 4 củ. Anh em xem được video của mình mà cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến mình thì anh em nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh chia sẻ. Cảm ơn em rất nhiều. Ad ok luôn. Cái lụ uy tín đúng không anh em? Uy tín ngay, uy tín ngay. Tiếp tục này. Mình đã phân tích nó xu hướng bể cái rồi thì mình sẽ vào tiếp tay này. Tuy nhiên tay này vào một của tám lẻ anh em nhé. Một của tám lẻ thôi. Chơi là chúng ta có mỡ chúng ta dán thôi. Chưa động đến. Ui thôi. Lên luôn player 9 này. Ok không sao. Player 9 thì làm tay hồi cái là làm tay hồi cái hợp lý luôn anh em nhỉ. 3 củ. 4 củ luôn đi. Làm tay hồi cái 4 củ nha. Bệt con gãy trả về cái. À đâu bệt cái gãy trả về con thì chúng ta sẽ làm tay hồi cái. 9 ui sao. Uy tín anh em ơi. Uy tín đúng không? Cho xin chào vào tay nhỉ. Tiếp tục này. Hồi cái rồi. Hồi cái rồi xu hướng ở đây này. Đang xu hướng 1-1 theo cái khung cầu ảo này thì mình sẽ vào tiếp một tay con này. Tuy nhiên tay này vào một củ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, một củ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Rồi, chúng ta cùng nhau chờ đón cái này, 8 này, 5 này, 1 này. Ôi, lại cái rồi. Như vậy là xu hướng này lại gãy cầu 1-1 rồi. Anh em nhìn xu hướng cầu ảo. Chờ tí. Cầu ảo đây là không 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 gãy này. Cầu ảo không gãy thì mình đi tiếp một tay cái nữa được này. Tay vào hai củ nhá. Vào hai củ. Hai củ tay cái này. Lại chín. Như vậy là chạy 3 2 1 rồi. Đây. 3 này 2 này, trả về 1 đây. Trả về 1 đây thì chúng ta sẽ phải vào tiếng cái này. 1 đây chúng ta sẽ vào tiếng cái đây tiếp theo này. 4 củ luôn. 4 củ 8 đi. 4 củ 8 anh em nhé. Anh em phải nhớ những cái anh em lưu ý nhá, anh em mới chơi anh em phải nhớ những cái xu hướng cầu nó hay về nhá. Vẫn 8 được này. 3 2 bây giờ là 322 322 anh em ơi. Không sao. Cứ bình tĩnh đúng không? Trả một từng con đây, tay này đi con nữa đây. Đi con nữa đây. Tay này mình sẽ vào một tay 8 củ này. Lại cái rồi. Lại cái rồi, oằng rồi anh em ơi, oằng rồi, oằng rồi, oằng rồi. Oằng rồi, thôi lại đi lên từ cây lúa thôi. Lại phải đi lên từ cây lúa thôi. Xuống này chạy 22 rồi. 22 tay này về tay một tay cái nữa này. Tay cái ở đây đẹp quá này. Cái đây đẹp quá này. Tuy nhiên thì cũng phải từ từ thôi. Từ từ gỡ lại anh em ạ, từ từ gỡ lại không không vội được. Hà Nội là không vội được đâu. Ok, húp, lụm.
lộn anh em ơi. Đó, chúng ta cứ bình tĩnh lại là chúng ta gỡ lại bình thường, nó là chuyện, nói chung là chơi cái này, bộ môn này thì được thua tay được tay thua nó là chuyện bình thường. Xu hướng này là có thể là một tay cầu lừa này, có thể một tay cầu lừa này, đây. Có thể một tay cầu lừa này, tay mình sẽ vào 4 củ, 4 củ rưỡi đi. À, cầu lừa thì mình phải vào bên kia chứ. Ai xa, nó vẫn chạy 22 anh em ơi, trong cái rủi có cái may đó, mình lại vào nhầm, thấy không? Nhầm tay ăn đấy, đôi khi chúng ta phải có chút gọi nhầm nhọt. À, thế mình vào đúng mà, đây mình đang vừa này rồi là mình đang phân tích theo cái xu hướng cầu ảo này này, cầu ảo này. Không sao, tay này mình sẽ đi vào một tay tay cái này, tay này không chạy 22 nữa nhá, không chạy 22 nữa. Vẫn chạy 22 tiếp anh em ơi, thì thế thì tay này mới là lừa anh em này, thế tay này là lừa. Đôi khi tay nào chúng ta chưa chắc thì chúng ta sẽ vào nhỏ nhỏ thôi, tay này mới là lừa này anh em, đợi nhảy đây này, đây nó chạy 22 như thế này rồi, anh em trả về tiếng cái ở đây thì rất đẹp đúng không? Nó mình sẽ không, tức là mình sẽ không thích theo cái xu hướng số đông đấy anh em nhé, theo cái xu hướng số đông mình không bao giờ thích. Húp, ok chưa anh em, chuẩn cầu lừa chưa? Đó, chuẩn cầu lừa ngay, uy tín ngay, uy tín ngay. Tiếp tục này, là một tay con hai, nhầm anh em nhá, tay cái nhá, vào nhầm con thì mình, à vào nhầm cái, bây giờ vào con này. Húp, ok chưa anh em? Đấy, húp con ngay, ô sake con dê ngay, xem nào, vốn 24 lên 31, dương 7 củ rồi, dương 7 củ thôi, thôi chốt chốt ca đúng không anh em, chốt ca thôi chứ bây giờ tha làm gì. Đấy, mục tiêu mỗi ca của mình là 5 7 củ thôi, đấy 5 7 củ 10 củ thôi, bây giờ đủ mục tiêu rồi thì tham làm gì nữa đúng không? Ok, mình sẽ chốt ca và dừng video ở đây anh em nhé. Anh em phải nên nhớ này, chơi bộ môn này hay bất kỳ bộ môn nào cũng thế, hay trong cuộc sống chúng ta sẽ có thắng có thua, có thất bại có thành công, nhưng cái kết quả cuối cùng làm sao chúng ta phải duy trì đến cái thành công là cái đích cuối cùng. Ok, như vậy là ca vừa rồi mình đã thành công chốt ca dương 7 củ. Anh em xem video cảm thấy hay, đừng tiếc mình một like và đăng ký kênh chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau nha.